Cô chào các bạn học sinh lớp 1 của trường tiểu học Lê Thánh Tôn. Hôm nay cô và các con lại gặp nhau ở môn học vần. Trước khi bắt đầu tiết học, cô cùng các con ôn lại bài cũ. Các con đọc giúp cô: hua, vòi, đêm, khuya, của, xưa, hua, tay, giấy, bơ, lưa, trăng, khuya. Nơi ấy ngôi sao khuya soi vào trong giấc ngủ, ngọn đèn khuya bóng mẹ sáng một phần trên sân. Qua phần kiểm tra bài cũ, cô nhận thấy là các con về nhà có đọc bài. Cô có lời khen ngợi các con. Tiếp theo chúng ta sẽ học hai vần có âm đầu là âm u, đó là vần uân và vần uyên. Chúng ta bắt đầu học. Các con quan sát lên màn hình. Vần uân có ba âm. Âm u đứng trước, âm ớ đứng giữa, âm nờ đứng trước, đứng cuối. Các con nghe cô đọc. U ớ nờ uân. Lần nữa. U ớ nờ uân. Có vần uân, muốn to có tiếng xuân, cô thêm âm sờ. Các con nghe cô đọc. Sờ uân xuân. Lần nữa. Sờ uân xuân. Tiếng xuân cô có từ mùa xuân. Mùa xuân là chỉ một trong bốn mùa xuân hạ thu đông. Mùa xuân là mùa mở đầu của năm. Chúng ta cùng đọc trơn. Uân xuân. Mùa xuân. Lần nữa. Uân xuân. Mùa xuân. Tiếp theo chúng ta sẽ học vần uyên. Trước khi học vần uyên, chúng ta cùng so sánh sự khác và giống nhau giữa vần uân và vần uyên. Vần uân và vần uyên khác nhau. Vần uân có âm ớ, âm nờ đứng cuối. Vần uyên có âm i, âm ê, âm nờ đứng cuối. Giống nhau đều có âm u đứng đầu. Cô lưu ý các bạn những vần có âm u đứng đầu, miệng các bạn tròn môi. Các bạn nghe cô đọc. U, i, e, n, uyên. Lần nữa. U, i, e, n, uyên. Có vần uyên, muốn có tiếng truyền, cô thêm âm chờ và dấu quyền. Các bạn nghe cô đọc. Chờ, uyên, chuyên, quyền, truyền. Lần nữa. Chờ, uyên, chuyên, quyền, truyền. Đây là môn bóng chuyền. Bóng chuyền. Cô và các con cùng đọc trơn. Uyên, chuyền, bóng chuyền. Lần nữa. Uyên, chuyền, bóng chuyền. Sau đây cô và các con đọc trơn vần uân và vần uyên. Chúng ta cùng đọc. Uân xuân, mùa xuân. Uyên chuyền, bóng chuyền. Lần nữa. Uân xuân, mùa xuân. Uyên chuyền, bóng chuyền. Vừa rồi chúng ta đã được học vần uân và vần uyên. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các con viết vần uân và vần uyên. Để viết đúng độ cao, độ rộng, các con chú ý lắng nghe cô hướng dẫn. Vần uân. Đặt bút cây đường kẻ thứ hai, viết con chữ U. Rê bút viết con chữ A. Rê bút viết con chữ N. Kết thúc ngay đường kẻ thứ hai, rê bút viết dấu ớ. Vần uyên. Đặt bút ngay đường kẻ thứ hai, viết con chữ U. Rê bút viết con chữ Y. Rê bút viết con chữ E. Viết
tiếp con chữ N. Kết thúc ngay đường kẻ thứ hai, lia bút viết dấu phụ trên đầu âm E. Tiếp theo từ mùa xuân, đặt bút dưới đường kẻ thứ ba, viết tiếng mùa. Kết thúc ngay đường kẻ thứ hai, lia bút viết dấu quyền trên đầu âm U. Đặt bút dưới đường kẻ thứ ba, viết con chữ S. Lia bút viết vần uân. Kết thúc ngay đường kẻ thứ hai, lia bút viết dấu ở. Tiếp theo cô hướng dẫn các bạn viết từ bóng chuyền. Đặt bút ngay đường kẻ thứ hai, viết tiếng bóng. Kết thúc ngay đường kẻ thứ hai, lia bút viết dấu sắc trên đầu âm O. Tiếng chuyền, đặt bút dưới đường kẻ thứ ba, viết con chữ chờ. Rê bút viết vần uyên. Kết thúc ngay đường kẻ thứ hai, lia bút viết dấu phụ âm E, dấu quyền trên đầu âm E. Vừa rồi cô và các con đã cùng nhau luyện viết vần uân, vần uyên từ mùa xuân bóng chuyền. Sau khi các con đã lắng nghe cô hướng dẫn luyện viết, cô mong rằng các con dở tập mở, dở vở ra và luyện viết vào vở giúp cô. Sau đây chúng ta sẽ bước qua phần luyện đọc từ ứng dụng. Các con quan sát lên màn hình. Vần uân, cô có từ huân chương. Tiếng huân có vần uân. Các con nghe cô đọc. Hờ, uân huân, huân chương. Lần nữa. Hờ, uân huân, huân chương. Vần uân, cô có từ tuần lễ. Tiếng tuần có vần uân. Các con nghe cô đọc. Tờ uân tuân quyền tuần, tuần lễ. Lần nữa. Tờ uân tuân quyền tuần, tuần lễ. Vần uyên, cô có từ chim khuyên. Tiếng khuyên có vần uyên. Các con nghe cô đọc. Khờ uyên khuyên, chim khuyên. Lần nữa. Khờ uyên khuyên, chim khuyên. Vần uyên, cô có từ kể chuyện. Tiếng chuyện có vần uyên. Các con nghe cô đọc. Chờ uyên chuyên, nặng chuyện, kể chuyện. Lần nữa. Chờ uyên chuyên, nặng chuyện, kể chuyện. Chúng ta đọc lại. Huân chương, tuần lễ, chim khuyên, kể chuyện. Để giúp các con hiểu nghĩa của từ, sau đây cô sẽ cho các con xem tranh. Đây là huân chương. Huân chương là vật làm bằng kim loại. Đây là cái cuốn để đeo trước, có cuốn để đeo trước ngực. Đó là phần thưởng cao quý do nhà nước đặt ra để tặng thưởng những người có công với đất nước. Chúng ta cùng đọc trơn. Huân chương. Lần nữa. Huân chương. Còn đây là cái tấm lịch để bàn. Tuần lễ là từ thứ hai cho đến chủ nhật. Chúng ta cùng đọc. Tuần lễ. Lần nữa. Tuần
lễ. Còn đây là con chim, chim khuyên. Chim khuyên là một loại chim có thân hình nhỏ nhắn và hót rất là hay. Chúng ta cùng đọc chim khuyên lần nữa, chim khuyên. Còn đây là cô giáo đang kể chuyện cho các bạn nhỏ nghe. Chúng ta cùng đọc kể chuyện lần nữa, kể chuyện. Chúng ta cùng đọc trơn bốn từ ứng dụng: huân, chương, tuần, lễ, chim, khuyên, kể chuyện. Vừa rồi chúng ta đã học hết trang bên trái. Sau đây cô mời các con lật trang 36 sách giáo khoa và cô cùng các con cùng đọc lại bài. Chúng ta cùng đọc. Uân, xuân, mùa xuân, uyên, chuyền, bóng chuyền, huân chương, tuần lễ, chim khuyên, kể chuyện. Tiếp theo chúng ta sẽ lật ra trang bên trái. Các con quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì? À, tranh vẽ chim én. Chim én thì thường xuất hiện vào mùa xuân. Cô có bài thơ phù hợp với nội dung của bức tranh. Các con nghe cô đọc. Chim én bận đi đâu? Hôm nay về mở hội, lượn bay như dẫn lối, rủ mùa xuân cùng về. Các con quan sát bài thơ và cho cô biết vần nào, tiếng nào có vần chúng ta vừa mới học. À đúng rồi, tiếng xuân có vần uân. Tiếng xuân có âm sờ đứng trước, vần uân đứng sau. Sờ uân xuân. Lần nữa, sờ uân xuân. Sau đây cô và các bạn cùng nhau luyện đọc. Chúng ta bắt đầu đọc. Chim én bận đi đâu? Hôm nay về mở hội, lượn bay như dẫn lối, rủ mùa xuân cùng về. Lần nữa, chim én bận đi đâu? Hôm nay về mở hội, lượn bay như dẫn lối, rủ mùa xuân cùng về. Tiếp tục các con quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì? À, tranh vẽ các bạn đang đọc truyện. Các bạn nhỏ này rất thích đọc truyện. Chủ đề liền nói của chúng ta hôm nay là em thích đọc truyện. Lần nữa, em thích đọc truyện. Cho cô biết tiếng nào có phần uyên? À, tiếng truyện có phần uyên. Các con nghe cô đọc: trơ uyên, truyên, nặng, truyện. Em thích đọc truyện. Lần nữa, trơ uyên, truyên, nặng, truyện. Em thích đọc truyện. Cô và các con đã đọc hết trang bên phải. Chúng ta cùng dở sách ra và luyện đọc cả hai trang. Sau đây cô và các con cùng nhau đọc. Uân, xuân, mùa xuân, uyên, chuyền, bóng chuyền, huân chương, tuần lễ, chim khuyên, kể chuyện. Chim én bận đi đâu? Hôm nay về mở hội, lượn bay như dẫn lối, rủ mùa xuân cùng về. Em thích đọc truyện. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các con đọc vần uân, vần uyên. Cô muốn các con về nhà lật sách ra trang 36, trang 37 và đọc đọc 5 lần. Sau đó luyện viết vần uân, vần uyên, mùa xuân, bóng chuyền vào vở. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi.
Cô chúc các con chăm ngoan học giỏi. Cô chào các con.